Bạn đó theo Trinh còn không thì thôi, Trinh không có quan tâm những cái người nào cả.
thì mọi người biết là lượt view của Trinh cũng rất là hot, nên là anh Tiệp lúc nào cũng muốn là Trinh đi theo anh Tiệp để quay hết. Thì trong cái quá trình thì lúc nào anh Tiệp cũng sẽ là người báo cho Trinh cái lịch trình đi như thế nào, rồi sẽ kết hợp với thời gian rảnh của Trinh để đi thôi. Còn về nội dung thì Trinh chỉ biết đi theo anh Tiệp thôi, còn quay cái gì qua đó mới biết. Cái chỗ tốt của anh Tiệp là đều đi những chỗ rất là sang trọng và giá phòng rất là cao. Vậy thì Trinh có thể chia sẻ một chút về thật sự mỗi lần mà đi quay du lịch mà anh Tiệp đưa Trinh theo á, thì khi mà đưa cái đồ file của Trinh ra thì thường là được update lên những cái phòng mà không có tốn tiền, nên là điều đó chính là lý do mà lúc nào anh Tiệp cũng muốn đưa Trinh đi theo là vậy. Anh Tiệp có chia sẻ là anh Tiệp là YouTube là không vì lợi nhuận, không vì tiền. Vậy thì Trinh kết hợp với anh Tiệp mà dặn thời gian nhiều như thế thì Trinh có đúng suy nghĩ với anh Tiệp hay không? Thì ngay từ đầu khi mà Trinh mở YouTube thì Trinh cũng nghĩ là mình sẽ không kiếm tiền từ YouTube, nhưng mà sau khoảng 6 đến 7 tháng thì Trinh cảm thấy là mình có thể kiếm được tiền từ YouTube, nên là từ lúc đó Trinh đầu tư cũng chỉnh chu hơn và rất là nhiều nhãn hàng muốn nhảy vào, nhưng mà cũng là do giá của Trinh hơi cao nên là cũng chạy mất dép rồi. Trinh thấy là sau khi mình xuất hiện trên những sản phẩm mắt trên YouTube thì Trinh thấy là cái hình ảnh của mình đến với cộng đồng và đến với mọi người trong và ngoài nước như thế nào? Được mọi người đón nhận nhiều hơn, được yêu thương nhiều hơn và được hiểu con người thật của Trinh nhiều hơn, và Trinh rất thích điều này. Có một đoạn video là trên mặt đồ bikini cũng khá là hở hang chụp với một anh chàng nước ngoài. Vậy thì mọi người cũng nhiều bình luận là trên mặt hở hang nhiều quá, vậy Trinh có suy nghĩ gì vậy không? Trinh là nữ hoàng nội y thì Trinh thấy chị